cơ. Và đây là Paulo Pilo. Để rồi, lên chúa. À, chết rồi. À. Để rồi các bạn. Chào các bạn, mình là Linh đây. Và hôm nay em sẽ đến với một trận vô súng trên một con ác tiền tỷ bên Duy Quy Trung Quốc các bạn. Xét súng ngày hôm nay thì chắc có, mình nghĩ là anh em sẽ không bao giờ tưởng tượng ra được nổi đâu. Ôi dồi, top 130 mẹ ạ, 130. Ok này. Thay đạn rất nhanh nhá. Hôm nay không. Hôm nay mình cảm giác nó giống khẩu gì nhỉ? QBZ cái khẩu gì đấy. Ôi. Ôi dồi, lag ấy nhỉ. Thằng nào cũng dần. Để rồi em ơi, ui đây 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 đây. 2000 viên. À nhưng mà ở đây thì anh em sẽ tốn đạn nhé. Nhờ. Cả container đạn vào mồm để sống lúc sao được. Bên chú quỷ thì anh em sẽ không phải thay đạn, nhưng mà bên này vẫn thay đạn được. Nhớt. Ôi mẹ, thằng nào két mình không? Trừ 98 nhỉ. Tại vì bên Trung Quốc là vẫn đen. Để gì xảy đấy. Nhớt. Đấy nha, thay đạn này. Đấy. Thay đạn để nó như thế này nhá. Ôi, lần đầu tiên mình thấy cái khẩu để thay đạn luôn đấy. AR-15 á, khẩu để AR-15 á. Ở đây rồi. Ôi. Ôi. Trời ơi. Nhớt ơi. Ôi cái đấy, cái gì đây? Cái quần quần đây. Ôi. Thằng nào cũng như kiểu dịch chuyển thế này. Đây, 4 kill rồi các bạn. Đây là Gunbot. Skin mới nhất của Gunbot anh em ơi. Á, à, bên Trung Quốc lag em ạ. Đây là ping mình rất là thấp rồi mà nó vẫn lag. Ok này. Rồi, chúng ta thôi, trận đầu nháp. Để xem nào. Số này có bắn mạnh như nào đây. 200 ping kìa. Có vẻ hơi lag. Để chút mình đang giật ping. Còn này anh em lại bảo là AR-15 à? Giống AR-15 à? Ôi giời ơi, hơi chiến nha. Đồ hơi lag rồi, hết lag rồi anh em ơi. Ôi giời ơi, cứ đấm đầu thôi anh em ạ. Đấm đầu rất phê nhá. Một viên vào đầu là chết luôn. Anh em lại bảo AR-15 à? Nó sẽ có chữ react. Đấy, sao được có. Ôi, mày xuống. Nhân, lấy tóc luôn. Ok, để rồi. Vũ khí được mong chờ nhất ngày hôm nay. Trời má. Quả này thì sấy thì hơi chiến rồi. Đây rồi. Ảo chưa. Thật là cảm giác. Không được rồi. Thằng nào cũng giật đấy. Con bốt kìa. Đi luôn. Ôi, sao lại trượt được. Nhân Thompson Gun skin. Đây là skin đầu tiên của Thompson Gun anh em ơi. Nó sẽ thành màu bạc. Nhìn đấy, nhìn ấn tượng nhờ. Má ơi. Ok này. Ok này. Né. Ok này. Nó top luôn anh em ạ. Top sơn thì vẫn vậy thôi, bắn cực kỳ êm. Rất phê. Ui, trừ 9 rồi. Phải anh Linh, thật kìa nó bắn trừ 99 đấy. Để rồi, anh em ơi, chúng ta sẽ đến với vũ khí tiếp theo. Shotgun. Shotgun Chipuku. Ui, một viên chết luôn. Thay đạn này.
Ui, bắn xa thì hơi yếu ấy, bắn xa thì hơi hơi đuối. Má, nhìn này, bắn khê, đã chưa? Ôi trời, mình đi qua cái tia đấy là chết luôn. Ngon, hay không? Một quả này bắn PVP cực ngon anh em ạ. Để rồi, lớn chúa. Và đây là Paulo Pilo. Trừ 9 năm, lướt chúa cực yếu, lướt chúa cực yếu các bạn. Vãi cả lìn. Này, CDC được nhưng mà nó không trừ bao nhiêu máu cả. Lướt chúa yếu quá. Ok, chết rồi. Ui, đây rồi anh em ơi. Katana 2.0 này. Katana thì... điều gì đây? Mình chưa hiểu cái katana này nó như thế nào cả. Tức là những cái phát chém đấy là nó đỡ của người khác đúng không? Ui, sẽ kinh quá em ạ. Ok này. Mày hôm qua này không nó top 1 thì chặt kill đi. Thế rồi nhanh. Đây rồi. Buồn bốt anh em ơi. Cái điêu này đấy. Ôi trời. Nói gì đi. Top 1 luôn. Đây chưa, chết chưa. Đi ngay lấy top 1 luôn. Đi luôn. Ui, ok anh em ơi, top 1 rồi. 15 kill. Thompson Gold. Ok này. Lên lại top này, lên lại top. Mẹ thằng này nó nằm ở đây ạ, giật cả mình. Chết luôn. 4 kill này. Hết lag rồi. Không sợ hack, chỉ sợ lag thôi. Đâu rồi? 5 kill luôn. Xóa can anh em ơi. Ngày qua em mơ chiếc ô. Một viên duy nhất. Được rồi. Chết đi. Mua mày này. Wow. Bọn này kinh ấy chứ, bọn này bắn không gà đâu các bạn. Quả này đạn. Ui. Quả này đạn cực kỳ ghê luôn ạ. Giống anh em ơi. Dòng này thì không nên chơi ở PvP, quá yếu, siêu yếu. Này thì né này. Né này. Làm cái top nào. 4 kill. Úi dồi, mày bắn vừa vào đầu mày, 29-3. Để rồi anh em ơi, bom gì đây? Nó có bom gì hết. Bắn đấy. Shotgun này. Boom. Ok đây. 31 rồi. Không được em ơi, phần này trận này phải top 1. Không để chặt kill mất. Đây. Ok này, 33. Bao gôn ở bên này vẫn lỗi kìa. Đây. Đấy rồi. Chết. 35 đây anh em ơi, vũ khí siêu vũ khí màu hường, vũ khí xịp hường. Nào, cận chiến đây. Một cận chiến. Ok anh em ơi, 36 rồi. Cổ vũ cho mình một like anh em ơi. Này, nhìn này. 37 này. Cứ từ từ. Từng mạng một, thằng này sờ đít, nó chưa được, nó bắn chưa mình rồi. Ôi, tôi chết rồi. Ok, 38 rồi.
39 anh em ơi. Một kill nữa thôi. Ok này có hiệu ứng hồi máu. Một kill nữa. Được chặt kill đấy, kèo chặt kill đấy. Đây rồi. Ui hai đứa chết đây luôn. Đây rồi. Cho top 1 đầu tiên, giờ em được không? Cận chiến xịp không? Quá là mạnh luôn.